Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với Toco Camera. Và hôm nay trong khuôn khổ tập lên gimbal xuống phố, chúng ta hãy cùng một chiếc gimbal điện thoại là chiếc Insta360 Flow cùng với chiếc iPhone 12 Pro Max của mình để đóng vai một travel blogger. Thì liệu combo này có phù hợp để anh em chúng ta quay một video travel không? Hãy cùng mình đón xem nhé. Đầu tiên thì mình sẽ mở màn bằng việc quay ở cổng và chúng ta sẽ dùng góc máy 0.5 cùng với chế độ auto để có thể tiêu xuống và zoom vào cái cổng. Và tiếp theo chúng ta sẽ pan một cảnh nhỏ ở cổng nhé. Ok, với cảnh quay thứ hai thì mình sẽ sử dụng cái việc mình có thể kéo dài ở trên chiếc gimbal này để quay một góc từ dưới lên trên để hất vào chiếc cổng kia. Với các shot chi tiết nhỏ thì mình sẽ sử dụng góc máy 2.5 của chiếc điện thoại này và sử dụng chế độ pan để có thể quay được các chi tiết nhỏ. Và tiếp theo với góc máy này thì mình sẽ sử dụng chế độ time shift của chiếc gimbal này để có thể là quay được dòng người di chuyển qua lại. Và việc mình thấy một lớp trẻ em đang chụp kiếu ở đây thì cảnh kết của mình sẽ là mình pan từ trên xuống với góc máy 0.5 và cuối cùng là các cháu sẽ giơ tay ra chào. Đó là cảnh kết của chúng ta. Yeah. Và trên đây là sản phẩm chúng mình quay tại Văn Miếu Quốc Tử Giám cùng với chiếc Insta360 Flow. Vậy anh em nghĩ gì về sản phẩm mới nhất từ nhà Insta này? Hãy comment ở dưới cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ nếu thấy video này hay thì chúng mình một like, một share và một subscribe để đón chờ những sản phẩm mới đến từ kênh của chúng mình.